Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Cô ta sợ hãi quỳ xuống. Vĩ đại, quân vương hắc ám vĩ đại. Ta, à, ta không biết ngài đang ngủ. Lúc này tô niên mới nhớ ra là cô ta. Kẻ triệu hồi chỉ còn lại một cái đầu. Xem ra máu của ta đã kết hợp lại với cơ thể vỡ vụn của cô gái này. Vậy mà còn thay đổi cả cấu tạo cơ thể của cô ta nữa. Hệ thống hiện lên, tên dấu chấm hỏi trạng thái rồng hóa cao thuộc tính lược trang bị rẻ rách kỹ năng phun lửa da giáp rồng long uy hình thái rồng đen huyết mạnh cộng hưởng ma pháp ngôn ngữ rồng hệ nguyên tố trực giác quái vật năng lực huyết mạch niết bàn tô niên xoa cầm nhìn bản hệ thống cô ta đã không còn là loài người nữa rồi nếu phải cho cô ta một định nghĩa thì chắc sẽ là người rồng còn về kỹ năng huyết mạch là niết bàn đại loại là khả năng tự chữa lành cực mạnh nhỉ bất ngờ hệ thống thông báo tinh phát hiện npc đặc biệt cấp xx tinh giúp dấu chấm hỏi hoàn thành nguyện vọng sẽ đạt được năng lực đặc biệt liên quan đến dấu chấm hỏi tô niên khó hiểu hỏi hệ thống đang chơi điền từ với ta đấy à sao mà lắm dấu hỏi thế nó liền trả lời vì npc không có tên nên dùng dấu chấm hỏi tô niên thầm nghĩ đến cái tên cũng không có thảm vậy sao có điều ta đoán phần thưởng năng lực đặc biệt kia đến tám chín phần sẽ là nếp bàn không thì cũng là gì đó liên quan đến khả năng tự chữa lành tô niên cười hí hửng vui vẻ tính toán nếu có được khả năng tự chữa lành đáng sợ như cô gái này nữa vậy chẳng phải mình một bước lên tiên rồi sao sau đó tô niên lên tiếng ừm niệm tình ngươi phạm phải lần đầu lần này ta không truy cứu nữa bây giờ với tư cách là người triệu hồi ta ta có thể thực hiện một nguyện vọng của ngươi nhưng chỉ có một mà thôi không được tham lam nghe vậy cô ta mắt sáng rực lên hớn hở như bất được vàng có thể thực hiện nguyện vọng sau đó cô ta nghiến răng căm tức nghĩ tới đám người kia mà nói à ta muốn giết chết kẻ thù hại chết mẹ ta báo thù cho mẹ đó chính là nguyện vọng lớn nhất trong lòng ta cũng chính là động lực để ta sống tiếp Tô nên giơ tay tự tin nói, quân vương hắc ám vĩ đại đồng ý điều kiện này của ngươi, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng, vậy nói cho ta biết, kẻ thù sát hại mẹ ngươi là ai. Cô ta nước mắt rưng rưng dằn giọng đầy sự phẫn nộ, là vua Erylen, mẹ ta vốn dĩ là một người thợ may bình thường, vào một đêm nọ, vua Erylen đã cưỡng ép bà, và vì mẹ ta chỉ là một người dân bình thường, vì vậy sau khi vua Erylen biết đến sự tồn tại của ta, đã bắt ta từ chỗ mẹ đi và tàn bạo mệnh lệnh cho binh lính, giết chết mẹ ta. Ta muốn mẹ, cứu ta, đừng mà, ta cũng không muốn giết ngươi, là vua Erelan muốn cái mạng của ngươi. Huyết mạch hoàng thất không thể truyền ra bên ngoài, nên ta mới được sống tiếp. Để bịt miệng mẹ ta, ông ta không chút lưu tình mà giết bà, bao năm qua, ta luôn sống thoi thóp trong cung điện của Erelan. Ta không biết tại sao vua Erelan lại không bí mật trừ khử ta đi, nhưng hình như có liên quan đến năng lực tự chữa lành trên người ta. Hôm nay vừa hay là ngày ta trưởng thành, nhưng lại bị người ta đánh ngất mang lên trường đấu thú, dường như bọn họ cảm giác cuối cùng cũng có thể giết chết được ta. Nghe xong Tô Niên cũng rưng rưng nước mắt nhưng không phải vì chuyện của cô ta kể mà là bản thân mình. Tô Niên nghẹn ngào, ta không đánh lại vua Erylen. Cho dù là chân thân đến cũng khó, chưa nói đến năng lực đáng sợ của đối phương, chỉ riêng đội quân hùng hậu mạnh mẽ dưới trướng hắn cũng đủ làm ta mệt rồi. Huống hồ, trên tường thành còn có đủ các loại vũ khí bảo vệ. Lúc trước khi ta chạy thoát thân, chính mắt ta trông thấy nỏ săn rồng được trang bị trên tường thành. Có thể đã rất lâu rồi chưa dùng tới, vậy nên mới không có binh lính canh gác, không thì ít nhất cũng bị ăn hai phát rồi ở một bên khác, tại đại điện Vương quốc Aeriland, vua Aeriland tức giận tát vào mặt Tam công chúa mắng, "Đồ phế vật!" Cô ta nằm trên đất ôm mặt nhận lỗi, "Cha, a, à, ta sai rồi." Ông ta nghiến răng rằn giọng nắm tóc cô ta kéo lên cảnh cáo, "Ta nhớ rằng mình đã nói với ngươi rồi, ngươi có thể tùy ý chơi đùa đứa bé nó, nhưng không được giết chết nó, càng không thể để nó biến mất, vì trên người nó có thứ mà ta cần, ta đã nói với ngươi điều đó chưa?" "Con gái ngoan của ta." Cô ta đau đớn kêu lên, "Có, có!" điểm hệ thống hiện tại 66.916, độ hảo cảm của Anna 300, độ hảo cảm của Selena 300. Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ, để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.